viêm hệ thống. Và do đó cái tình trạng viêm hệ thống này không phải nó chỉ làm cho bệnh nhân gây ra bệnh COPD mà nó còn gây ra rất là nhiều những cái bệnh đi kèm, đó là các cái bệnh về loãng xương, các rối loạn về tiêu hóa, các bệnh chuyển hóa như là đái tháo đường, tình trạng trầm cảm, những cái suy mòn về mặt cơ thể, và đặc biệt là nhóm những cái bệnh tim mạch là nhóm bệnh đồng mắt rất là thường gặp ở bệnh nhân bị COPD. Như vậy thì cái quá trình viêm hệ thống của trong cái bệnh nhân COPD nó có liên quan và nó gây ra như thế nào đối với các cái bệnh tim mạch. Từ cái tình trạng viêm mạn tính ở bệnh nhân COPD, nó có thể gây ra các cái tổn thương thay đổi trên các cái mặt cơ viêm, ví dụ như CRP, từ đó nó gây ra các cái sơ vữa động mạch, hoặc là nó gây ra các cái rối loạn những cái cơ chế về tự động, từ đó nó gây ra các cái tình trạng loạn nhịp, hoặc là những cái biến chứng cấp tính như nó thay đổi fibrinogen, nó gây ra các cái rối loạn về đông máu, cũng như tác động lên các cái mặt cơ viêm, trong đó có neutrophil, từ đó nó gây ra một cái tình trạng viêm. Như vậy thì cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những cái bệnh nhân COPD so với nhóm chứng như thế nào? Người ta thấy rằng là so với những cái bệnh nhân mà không có bị COPD đó, thì những bệnh nhân COPD có cái nguy cơ mắc những cái bệnh tim mạch nhiều hơn hẳn. Đó là những cái bệnh lý như là rối loạn nhịp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp. Và đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là nhóm những cái bệnh tim mạch mà gọi là bệnh đồng mắt thường gặp ở những cái bệnh nhân mà COPD gồm có các cái chứng bệnh như là suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, rung nhĩ, các cái rối loạn về mạch máu hoặc là tăng huyết áp. Đó là năm cái bệnh tim mạch rất là thường gặp ở những cái bệnh nhân bị COPD. Về cái tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân COPD thì đương nhiên nhiều nhất vẫn là cái tình trạng siêu hấp do cái bệnh COPD gây ra, nhưng mà đứng ngay sau đó thứ hai chính là các cái bệnh tim mạch, và sau các cái bệnh tim mạch là các cái rối loạn về mặt chuyển hóa khác, ví dụ như là về tiêu hóa do cái bệnh tiểu đường và các cái bệnh khác. Như vậy ta thấy rằng là cái nguyên nhân mà nhập viện chủ yếu là do vấn đề siêu hấp của bệnh COPD, và đứng sau đó chính là cái bệnh tim mạch. Và người ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà COPD mà có những cái bệnh đồng mắt đó, thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị nhập viện nó sẽ gia tăng hơn là những cái bệnh nhân mà không có những cái bệnh đồng mắt. Và bên cạnh đó thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị tử vong do bệnh đồng mắt ở những bệnh nhân bị COPD cũng gia tăng là do các cái bệnh đồng mắt. Và thường người ta thấy đó là do cái tình trạng siêu hấp do cái COPD gây ra, sau đó là do cái tình trạng viêm phổi, rồi tới suy tim, rồi tới bệnh tim thiếu máu cục bộ, và sau đó là tới tăng huyết áp và một số những cái bệnh lý tim mạch đi kèm của bệnh nhân. Như vậy thì chúng ta xem lại coi là bệnh nhân COPD thì thường người ta sẽ chết vì cái chuyện gì? Chết vì cái chuyện gì? Thì đây là một cái thống kê cho thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà COPD mà thường ở mức độ nhẹ, tức là ví dụ như từ Grade 2, Grade 1 chẳng hạn vậy, thì những cái bệnh nhân này đại đa số thường không chết vì cái bệnh COPD mà chết vì các cái nguyên nhân về tim mạch hoặc là ung thư phổi và một số những nguyên nhân khác. Nhưng với những cái bệnh nhân mà COPD nặng, tức là Grade 3, Grade 4, thì khoảng 30% bệnh nhân sẽ chết vì cái tình trạng siêu hấp của cái bệnh COPD. Còn khoảng 25% thì bệnh nhân sẽ chết vì nguyên nhân tim mạch, 20% sẽ chết vì cái ung thư phổi, và phần còn lại vì những nguyên nhân khác. Như vậy thì chúng ta sẽ đi vào những cái bệnh đồng mắt về tim mạch ở bệnh nhân bị COPD. Đầu tiên là vấn đề về suy tim. Để chẩn đoán cái suy tim ở một cái bệnh nhân mà bị đợt cấp COPD đó, thì thường thường là chúng ta sẽ xét nghiệm cái BNP, và tùy theo cái giá trị của BNP mà chúng ta sẽ đánh giá rằng là bệnh nhân này có ít khả năng suy tim, có suy tim ở mức độ trung bình hoặc là suy tim rõ. Cái điều này ở những cái bệnh nhân mà đợt cấp COPD rất là quan trọng, là những cái biểu hiện của cái tình trạng suy tim cấp như thế này nhiều khi nó rất là lẫn lộn với các cái biểu hiện của một cái đợt cấp COPD, và đặc biệt là đôi khi là nó đi kèm với cái đợt cấp COPD. Để điều trị một cái tình trạng suy tim trên một bệnh nhân bị COPD
thì cái việc điều trị của chúng ta thì đã biết rồi, có rất là nhiều thuốc, nào là ức chế men chuyển, nào là lợi tiểu, beta blocker chọn lọc, rồi vân vân. Thì người ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân suy tim, trên bệnh nhân mà có SUPD thì cái việc sử dụng beta 2 agonist thì cho thấy rằng là không có bằng chứng nào cho thấy SUPD cần phải được điều trị khác đi khi mà bệnh nhân có kèm suy tim. Có nghĩa rằng là chúng ta vẫn có thể sử dụng beta 2 agonist điều trị an toàn cho tình trạng suy tim ở bệnh nhân mà có tình trạng suy tim. Một cái nghiên cứu người ta so sánh về cái vai trò của beta blocker để mà điều trị trên bệnh nhân suy tim, thì từ xưa tới giờ thường là chúng ta sẽ có một cái quan niệm, đó là trên bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ sử dụng beta blocker để điều trị. Nhưng mà beta blocker thì nó có thể gây ra cái tình trạng co thắt phế quản ở bệnh nhân SUPD, do đó thường là chúng ta không xài. Tuy nhiên đây là một cái nghiên cứu so sánh beta selective, bisoprolol và carvedilol để điều trị tình trạng suy tim ở bệnh nhân bị SUPD. Thì kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng là nếu mà sử dụng bisoprolol thì nó rất là an toàn và hiệu quả để điều trị tình trạng suy tim ở bệnh nhân bị SUPD. Trong cái guideline về tim mạch của Mỹ năm 2013 thì người ta cũng nhấn mạnh rằng là ở bệnh nhân SUPD mà điều trị tình trạng suy tim thì chúng ta có thể sử dụng các beta blocker chọn lọc. Và những cái beta blocker chọn lọc này chúng ta có thể sử dụng như là bisoprolol, metoprolol hoặc là nebivolol. Và chúng ta lưu ý rằng là những cái beta selective này thì chúng ta có thể sử dụng tốt, an toàn để điều trị cho bệnh nhân SUPD có kèm suy tim. Và trong GOLD năm 2020, người ta cũng nhấn mạnh rằng là ở những cái bệnh nhân mà SUPD có kèm theo cái tình trạng suy tim thì việc mà chúng ta sử dụng các cái thuốc điều trị suy tim nó cũng không khác gì trong các cái guideline mà đã hướng dẫn. Riêng đối với beta blocker đó thì chúng ta sử dụng để điều trị suy tim thì nó vẫn là an toàn. Tuy nhiên chúng ta nên sử dụng các cái beta blocker selective để mà điều trị cho bệnh nhân. Và như trong guideline của tim mạch thì người ta đã hướng dẫn cho chúng ta có thể sử dụng an toàn với bisoprolol, metoprolol và nebivolol. Cái bệnh tim mạch đi kèm thứ hai cũng rất là thường gặp ở bệnh nhân bị SUPD, đó là bệnh tim thiếu máu cục bộ. Việc mà đồng phát một cái bệnh nhân SUPD có kèm theo bệnh tim thiếu máu cục bộ là một cái chuyện rất là thường xảy ra. Vì cái chuyện là bệnh tích tuổi của người bệnh cũng có vì cái tình trạng viêm, cơ chế là viêm mãn tính, viêm hệ thống ở bệnh nhân bị SUPD. Và cái việc mà chẩn đoán của hai cái bệnh này thì các bác sĩ cần phải hết sức lưu ý, vì cái tỷ lệ mà bệnh đi kèm của bệnh tim thiếu máu cục bộ trên bệnh nhân SUPD thì rất là nhiều. Về vấn đề mà điều trị các cái bệnh tim thiếu máu cục bộ này đó thì người ta khuyên rằng là khi mà chúng ta cần phải sử dụng một cái thuốc giãn phế quản kéo dài để mà điều trị cho bệnh nhân SUPD thì chúng ta nên ưu tiên một cái LAMA, tức là long acting muscarinic, ví dụ như là tiotropium. Và trong một số trường hợp cần thiết, nếu mà cái LAMA này nó không đủ để điều trị thì chúng ta có thể phối hợp thêm với ICS và LABA, thì nó vẫn bảo đảm được cái hiệu quả và cái an toàn. Tuy nhiên cái thuốc theophylline nó là cái thuốc hạng 3 và không được sử dụng ở những bệnh nhân bị hẹp mạch vành có ý nghĩa, trừ khi các cái thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã tối ưu hóa rồi nhưng mà nó vẫn không bảo đảm được điều trị thì lúc đó chúng ta mới có thể sử dụng theophylline một cách dè dặt và có kiểm soát ở những bệnh nhân có bệnh mạch vành. Thì để điều trị bệnh mạch vành trên bệnh nhân bị SUPD thì các cái thuốc dạng beta mà chúng ta có thể sử dụng an toàn bao gồm bisoprolol, metoprolol và nebivolol. Và ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc ức chế canxi lựa chọn thay thế hoặc là dùng phối hợp. Và trong một số những cái trường hợp, nếu chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc làm chậm nhịp tim ivapradin trong trường hợp nhịp xoang và tần số tim trên 70 lần một phút, hoặc là trường hợp có chống chỉ định của dạng beta, hoặc là mình điều trị mà không có hiệu quả. Và trong cái GOLD người ta cũng thống nhất và nhấn mạnh rằng là trong cái điều trị bệnh nhạch mạch vành thì chúng ta vẫn điều trị giống như là trong guideline, chỉ có điều là chúng ta cần phải lưu ý đối với những cái trường hợp beta 2 mà tác dụng ngắn và đặc biệt là theophylline khi mà bệnh nhân có mạch vành.
Một cái bệnh đồng mắt thứ ba rất là thường gặp ở bệnh nhân CBD đó là cái tình trạng rung nhĩ. Rung nhĩ cũng có khi là cái bệnh đồng phát tự có trước đó của bệnh nhân, nhưng cũng có khi là trong một cái cơn cấp mà bệnh nhân bị đợt cấp CBD và bệnh nhân bị rung nhĩ. Thì chúng ta thấy rằng là cái khi mà bệnh nhân có biểu hiện của tình trạng suy hấp, nhất là trong đợt cấp mà bệnh nhân có biểu hiện rung nhĩ, thì cái điều trị căn bản là chúng ta phải điều trị cái tình trạng suy hấp của người bệnh, chứ không phải là điều trị cái rung nhĩ. Nếu chúng ta điều trị tốt cái tình trạng suy hấp người bệnh, và thường những cái suy hấp lúc đó sẽ là suy hấp tăng tháng, tăng CO2, chúng ta điều trị tốt cái chuyện này thì đương nhiên cái tình trạng rung nhĩ của bệnh nhân nó sẽ được điều trị, nó sẽ được hồi phục. Trong trường hợp cần thiết thì chúng ta sẽ điều trị rung nhĩ bằng các cái thuốc chống loạn nhịp hoặc là chuyển nhịp, có thể không hiệu quả nếu mà tình trạng mất bù hô hấp mà nó không được điều chỉnh. Như vậy thì trong những cái cơn cấp mà có suy hấp, có tăng CO2 và từ đó nó gây ra rung nhĩ, thì cái việc điều trị cái tình trạng suy hấp tăng tháng này là nó quan trọng, chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta sử dụng các cái thuốc để mà điều trị các cái rung nhĩ. Khi mà bệnh nhân rung nhĩ đó thì đặc biệt là theophyllin và các cái kích thích beta 2 nó có thể gây ra rung nhĩ và gây ra khó khăn trong cái việc kiểm soát cái tình trạng đáp ứng nhịp thất ở cái bệnh nhân. Thì để điều trị rung nhĩ thì chúng ta có thể kiểm soát cái tần số thường thành công và an toàn với thuốc ức chế canxi. Ức chế canxi ở đây là mình đang nói tới verapamil rồi vân vân. Và có thể là với amiodarone và digoxin chúng ta có thể sử dụng kết hợp với thuốc ức chế canxi, đặc biệt khi có chức năng thất trái giảm. Và trong những cái trường hợp này thì chúng ta cần phải thận trọng khi sử dụng cái beta blocker. Và ở những bệnh nhân kháng trị thì chúng ta có thể đốt điện nút IV hoặc là tạo nhịp thất thì có thể cần thiết để kiểm soát nhịp thất. Và trong cái guideline của Mỹ về điều trị rung nhĩ ở những bệnh nhân bị CBD thì người ta cũng nhấn mạnh rằng là nếu mà trong cái rung nhĩ mà nó xuất hiện do cái tình trạng bệnh nhân bị đợt cấp CBD thì cái điều quan trọng là chúng ta điều trị cái tình trạng suy hấp và thiếu oxy cũng như là nhiễm toan của người bệnh là quan trọng. Và trong trường hợp mà cần phải sử dụng thuốc để điều trị cái rung nhĩ này thì chúng ta nên sử dụng cái canxi antagonist như là diltiazem hoặc là verapamil để kiểm soát các thất ở những cái bệnh nhân CBD nếu mà bệnh nhân không có chống chỉ định. Và chúng ta có thể thực hiện sốc điện chuyển nhịp ở bệnh nhân CBD nếu trường hợp mà bệnh nhân có tình trạng rối loạn huyết động do cái rung nhĩ này. Và như vậy thì ở nhánh cuối cùng chúng ta thấy rằng là các biện pháp để mà điều trị rung nhĩ ở bệnh nhân CBD thì chúng ta có thể sử dụng beta blocker hoặc là các canxi antagonist như là diltiazem hoặc là verapamil. Về cái vai trò beta 2 agonist trong cái điều trị CBD kèm theo bệnh rung nhĩ thì nói chung với những cái thuốc giãn phế quản beta 2 tác dụng kéo dài bao gồm LABA, LAMA và có thể kèm theo ICS thì có thể sử dụng an toàn trên bệnh nhân có rung nhĩ. Nhưng với những cái thuốc tác dụng ngắn, tức là beta 2 tác dụng ngắn là các cái SABA và theophyllin thì những cái thuốc này nó có thể làm khởi phát loạn nhịp hoặc là làm nặng hơn cái tình trạng loạn nhịp rung nhĩ của người bệnh, và do đó chúng ta cần phải thận trọng khi quyết định sử dụng theophyllin hoặc là SABA để điều trị cho những cái bệnh nhân mà có tình trạng rung nhĩ. Một cái bệnh đi kèm tim mạch thứ tư cũng rất là thường gặp, đó là cái tình trạng tăng huyết áp người bệnh. Và người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân CBD có kèm cái bệnh lý là tăng huyết áp tương đối rất là cao. Và tuy nhiên cái việc mà điều trị tăng huyết áp ở trên một cái bệnh nhân mà có CBD thì chúng ta vẫn áp dụng theo guideline, không có gì mà cần phải thay đổi cả. Một cái bệnh đi kèm thứ năm cũng rất thường gặp ở bệnh nhân CBD đó là các cái bệnh mạch máu ngoại biên. Thì thường thường người ta thấy rằng là ở những bệnh nhân CBD thì thường có những cái tổn thương của mạch máu ngoại biên, và người ta yêu cầu rằng là các bác sĩ của mình cần phải đánh giá và theo dõi kỹ cái tình trạng bệnh mạch máu ngoại biên, và việc điều trị thì cũng vẫn là giống như bình thường và cũng không cần phải thay đổi gì cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh nhân CBD thường là lớn tuổi và cái cơ chế sinh bệnh là do một cái tình trạng viêm hệ thống. Bởi vậy cho nên thường là người ta bên cạnh cái chuyện là bệnh lớn tuổi, tích tuổi, thì do đó bệnh nhân CBD thì thường có rất là nhiều các cái bệnh đi kèm. Trong số các cái bệnh đi kèm này thì bệnh đi kèm về tim mạch lại là một cái bệnh rất là thường gặp. Và trong số các cái bệnh đi kèm về tim mạch thì chúng ta thấy nổi trội lên các cái bệnh lý như là suy tim, bệnh tim theo mốc cục bộ, tăng huyết áp,
bệnh các cái rối loạn về cái mạch máu ngoại biên. Và chúng ta thấy rằng là bệnh tim mạch nó chính là nguyên nhân hàng bên cạnh cái chuyện trong những cái bệnh nhân bị suy BD nặng thì cái nguyên nhân gây ra nhập viện và tử vong hàng đầu chính là tình trạng suy hấp của bệnh nhân suy BD. Nhưng mà đứng ngay sau đó đối với các cái bệnh đi kèm thì bệnh tim mạch chính là cái nguyên nhân hàng đầu gây ra nhập viện là và là nguyên nhân thứ hai gây ra tử vong sau ung thư phổi trên cái bệnh nhân bị suy BD. Ở những cái bệnh nhân mà suy BD có kèm theo bệnh tim mạch thì về nguyên tắc chúng ta có thể điều trị bình thường theo cái hướng dẫn của Gold. Tuy nhiên chúng ta cần phải chú ý sử dụng các cái beta blocker. Nếu phải sử dụng beta blocker thì chúng ta nên phải chọn cái beta blocker chọn lọc để mà beta blocker selective để mà điều trị cho những bệnh nhân suy BD kèm tim mạch, cũng như cái việc sử dụng đồng vận beta 2 và theophylline ở những bệnh nhân suy BD kèm bệnh tim mạch thì chúng ta cũng cần phải hết sức là phải lưu ý cẩn thận trên một số những cái bệnh nhân mà có bệnh tim mạch đi kèm. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.